quý vị các bạn những hình ảnh mà rất là dễ thương và sơm tụ của một buổi chợ chiều tại khu vực chợ Bình Tiên. À, có đồ ăn rồi. Ủa anh làm gì vậy? Dạ em đang chọn dẹp chơi chương trình Tôi Chợ Việt à. Ủa rồi bên này có thi không? Có chứ anh, cảm giác rất là phấn khích và rất hào hứng à. Rồi bây giờ là mình đã sẵn sàng được bao nhiêu phần trăm rồi? 100%. Rồi xin mời hai bạn. Hiếu Hiền xin hân hoan chào đón quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Tôi Yêu Chợ Việt. Chương trình Tôi Yêu Chợ Việt do công ty truyền thông Big Vision sản xuất xin được cảm ơn những nhãn hàng nước dừa tươi Việt Coco, cội nguồn của sự tinh khiết, nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu bảo vệ lợi chắc chân răng, nhãn hàng cô gái Hà Lan tiêu chuẩn Hà Lan trong từng hộp sữa và những nhãn hàng khác luôn luôn đồng hành và tài trợ cho chương trình. Hiếu Huy đang có mặt ở tại chợ Bình Tiên thuộc quận 6 thành phố Hồ Chí Minh và chắc chắn là hai đội chơi cũng sẽ là những tiểu thương đến từ trong chợ mà ra. Đến từ trong chợ mà ra. Và còn toàn thể có 6.800 khán giả đang có mặt ở tại trường quay. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với đội Bình Tiên 1. Đội Bình Tiên 2. Tôi là Tân Phát, kinh doanh gia vị cũng được mười mấy năm, gần 20 năm rồi. Kế bên là Yến, kinh doanh về mỹ phẩm. Kế bên là Diễm, kinh doanh về mỹ phẩm luôn. Được, được. Kế bên nữa là Trí, kinh doanh về giày dép. Còn kế bên nữa là Sang, kinh doanh về giày dép. Nguyên đội chúng tôi là quyết tâm chiến thắng. Chiến thắng. Chiến thắng. Chiến thắng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với đội trưởng của đội Bình Tiên 2. Dạ. Tôi là đội trưởng tên dạ. Thanh Hùng, Tất Hùng Ca, bán cá ở chợ Ngã Ba. Yeah, yeah, yeah. Đây là bạn Di Mạnh, bạn tập quá. Ôi, Di Mạnh giờ không còn là ca sĩ nữa. Dạ, ngưng rồi. Giờ ta chẳng còn chi, mãi trắng tay mà thôi. Đây là bạn Di Nhân, là chuyên gia về chặt heo. Chặt heo. Bạn Thanh Hằng thì bán mỹ phẩm. Bạn Tường Vi thì ở đây rất là đặc biệt. Bán trái cây. Trái cây. Rồi cho cái nhạc gì, cái gì, cái gì. Bóng bóng bằng bằng á. À, bóng bóng bằng bằng. Wow. À, múa bụng ra đây. Cái khẩu hiệu của đội mình á là quyết tâm đoạt giải. Còn bây giờ Hiếu Hiền xin được trân trọng giới thiệu về thành phần ba trọng tài anh Phạm Hoàng Thánh Trung, đại diện của kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu bảo vệ lợi chắc chân răng. Chị Quyền Trang, đại diện nhãn hàng cô gái Hà Lan tiêu chuẩn Hà Lan trong từng hộp sữa. Anh Trần Quyết Thắng, đại diện nhãn hàng Việt Coco cội nguồn của sự tinh khiết. Anh Nguyễn Trung Long, đại diện của ban quản lý chợ Bình Tiên. Hai đội chơi sẽ trải qua 3 vòng thi với những trò chơi vận động theo chủ đề. Số điểm chiến thắng ở mỗi vòng lần lượt là vòng 1, 100 điểm, vòng 2, 100 điểm, vòng 3, 200 điểm. Trước khi đến với 3 vòng thi, hai đội chơi sẽ tham gia một trò chơi phụ để nhận lấy những số điểm đầu tiên, được gọi là tiền đi chợ. Đội chiến thắng trò chơi phụ sẽ nhận được 100 điểm, đội còn lại sẽ nhận 80 điểm. Số điểm này sẽ được đội chơi sử dụng để ngã giá, giành lợi thế cho đội của mình trước mỗi vòng thi. Sau 3 vòng thi, đội chơi nào có số điểm cao hơn sẽ là đội chiến thắng, nhận lấy số tiền thưởng 10 triệu đồng. Đội còn lại sẽ nhận số tiền thưởng 5 triệu đồng. Giải thưởng bao gồm tiền mặt và những sản phẩm đến từ các nhãn hàng tài trợ. Chúng ta sẽ đến với một chủ đề rất là dễ thương, va chạm. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với trò chơi phụ được mang tên đập, đập, đập trứng. Sao nó quay qua bên nào cũng thấy ngọn núi Thái Sơn không được trời. Mỗi một đội sẽ cử ra một người gọi là dũng mãnh nhất, mang tên dũng khí đập trứng. Và trên tay Hiếu Huyền đang là hai cái trứng. Cái trứng này được đội lên đầu. Hai người sẽ đứng lên đây quay ba vòng. Để
Trong tư thế bịt mắt lại, làm sao tìm được đối phương, lấy cái búa cổ búa, cái trứng sẽ bể, còn bên nào đập bể trứng trước là bên đó thắng. Một chào, hai chào. Trời ơi. Phần thắng thuộc về đội Bình Tiên 1. Và dòng đầu tiên là bóng đủ. Có 5 lượt chơi thi đấu đối kháng. Người chơi sẽ được chui vào trong cái bóng này, được trang bị cho mình cái đôi chân của chú vịt. Mình đứng hai đầu đây, các bạn sẽ di chuyển thật nhanh, ủi, đẩy, lấn, sao đối phương văng ra khỏi vị trí của cái hai cái bảng đen này thì chúng ta sẽ giành chiến thắng. Và nếu như trong một phút mà các bạn vẫn trụ được ở trên này thì kết quả sẽ là hòa. Nếu như mình mua lợi thế về cho mình á, mình sẽ được một lượt mình đứng thẳng đây, mình không cần phải di chuyển từ đây. 10 điểm đầu tiên không mua lợi thế, chúng tôi bán lại cho đội của Bình Tiên 1. Ở lượt đấu đầu tiên các bạn có sử dụng cái quyền lợi thế để giành đi, để giành đi. Và bây giờ xin mời hai người chơi đầu tiên của đội mình sẽ bước lên. Đi từ từ nha. Đi từ từ nha. Trời ơi. Trời ơi. Ôi ông Giang, ông Giang. Đi ông Giang. Sáng lên. Ừ, ủi đi. Đúng rồi, ủi đi. Đầu tiên thì phần thắng thuộc về đội Bình Tiên 2. Bây giờ bên đội Bình Tiên 1 có muốn sử dụng quyền lợi thế của mình không? Thôi để dành đi cho tới nữ. 3, 2, 1. Cẩn thận nha, rất trơn. Rất trơn, đi từ từ rồi. Nãy rồi, nãy rồi. Nãy rồi. Phần thắng vẫn thuộc về đội Bình Tiên 2. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với được thi đấu thứ 3. Ưu tiên. Sử dụng quyền ưu tiên của mình phải không? Kết quả là cả hai đội quê, bởi cả hai đã lăn ra ngoài. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với lượt thi đấu thứ 4. Quay ở lượt thứ 4 và chúng ta vẫn đến với lượt cuối cùng là lượt thứ 5. Thời gian 1 phút chuẩn bị. 3, 2, 1. Gì vậy? Kết thúc vào
trong thi đấu đầu tiên. Tỷ số đang là 3-0 nghiêng về đội Bình Thiên Hải. Xin mời anh Trần Quyết Thắng, đại diện nhãn hàng Việt Coco, cội nguồn với sự tinh khiết để trao phần quà nóng cho đội giành chiến thắng ở vòng thi đấu thứ nhất này. Xin chúc mừng đội Bình Thiên Hải đã giành chiến thắng ở vòng thi đấu đầu tiên. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vị khán giả cổ vũ kinh khiếp nhất. Ban trọng tài xin chúc mừng cái chị đập hai cái chai rất nhiệt tình và cổ vũ từ đầu buổi đến giờ. Xin mời chị ạ. Và bây giờ chúng ta hãy cùng cổ vũ thật to để đến với vòng thi đấu thứ hai mang tên chạm trán. Trên đầu mỗi người sẽ được đeo hai quả bóng bóng. Mỗi người sẽ có vị trí xuất phát là giặt này. Người chơi sẽ bắt đầu từ đây đu ngược tìm đến nhau. Một tay đu và một tay thò qua bên trán của đối phương, bóp cho bể bóng bóng. Nhớ được bóp lỗ mũi, sao đang nghẹt thở. Trong thời gian 2 phút, ai mà bóp xong được hai bóng bóng sẽ giành chiến thắng. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đến với cuộc ngã giá. Nếu mình sử dụng quyền lợi thế của mình thì mình sẽ được làm bể trước một quả bóng đối phương trong một lượt. Bên đội Bình Tiên một có chấp nhận không? Không. Không. Bên này không phải không luôn. Đụng tới ông cái là ông không không mà. Ừ. Lượt thi đấu đầu tiên chuẩn bị. Ở lượt thi đấu đầu tiên là đội Bình Tiên 2 đã giành chiến thắng. Bây giờ nhanh chóng chúng ta đến lượt thi đấu thứ hai. Lực sĩ đu cái cầu rất dễ thương, số lần lọt nhiều hơn, cho nên phần thắng đã thuộc về bên đội Bình Tiên Bộ. 2 phút chuẩn bị cho lượt thứ ba. Và phần thắng thuộc về đội Bình Tiên 2. Như vậy tỷ số đang là 2-1 nghiêng về đội Bình Tiên 2. Đúng rồi đó. Trời ơi cái gì? Sao tôi thấy tình hình như cũ vậy ta? Nghe là bám dễ chợ ở lượt thi đấu này sự qua. Và bây giờ lượt thứ 5. Đội Bình Tiên 1 đã xuất sắc quân mình tỷ số là 2-2. Như vậy chúng ta phải chọn ra lượt thi đấu quyết định. Khởi mạnh. Chớp. Đời quá. Đang đúc. Dân khẽ. Ừ. Phần thắng chung cuộc của vòng thi đấu thứ hai này đã thuộc về đội Bình Tiên 1.
Xin mời chị Quyền Trang, đại diện của nhãn hàng sữa cô gái Hà Lan, sẽ trao những phần thưởng nóng cho đội giành chiến thắng là đội Bình Tiên 1. Còn bây giờ chúng ta sẽ tìm ra một khán giả cổ vũ ấn tượng nhất. Thay mặt ban trọng tài, chúng xin mời là cô áo báo màu hồng. Cảm ơn chị. Bây giờ là vòng thi đấu thứ 3. Vòng thi đấu được mang tên Gia Đắp. Mỗi đội cũng sẽ cử ra một thành viên thi đấu đối kháng. Ai cũng đều được trang bị cho mình một vũ khí rất là ghê gớm. Và người chơi di chuyển từ dãy cầu này làm sao gặp được đối thủ, rút vũ khí ra trong cầu làm sao ráng có gấp hấp, hấp 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 đập làm sao để cho đối thủ mình lọt cầu. Và trong thời gian là 1 phút 30 giây, ai bị lọt trước là người đó sẽ thua. Và ai làm rớt cái vũ khí xuống cũng bị thua. Nếu như đội nào mua lợi thế về cho đội của mình sẽ được một lượt duy nhất xuất phát ở vị trí giữa cầu, không cần phải nhọc công di chuyển tới. Và giá khởi điểm đưa ra sẽ là 10 điểm. Bây giờ đội Bình Tiên 2 quyết định là mua. Mua phải không? 10 điểm. 20 điểm. Anh có trả lời đâu? Dũng Nguyên. Dũng Nguyên, Dũng Nguyên. Đến với hai đấu sĩ của Bình Tiên 1 và Bình Tiên 2. Đáp đi. Ra một khán giả cổ vũ ấn tượng nhất. Thay mặt ban trọng tài, chúng xin mời là cô áo báo màu hồng. Cảm ơn chị. Và bây giờ là vòng thi đấu thứ 3. Vòng thi đấu được mang tên Gia Đắp. Mỗi đội cũng sẽ cử ra một thành viên thi đấu đối kháng. Ai cũng đều được trang bị cho mình một vũ khí rất là ghê gớm. Và người chơi di chuyển từ dãy cầu này làm sao gặp được đối thủ, rút vũ khí ra trong cầu làm sao ráng có gấp hấp 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 đập làm sao để cho đối thủ mình lọt cầu. Và trong thời gian là 1 phút 30 giây, ai bị lọt trước là người đó sẽ thua. Và ai làm rớt cái vũ khí xuống cũng bị thua. Nếu như đội nào mua lợi thế về cho đội của mình sẽ được một lượt duy nhất xuất phát ở vị trí giữa cầu, không cần phải nhọc công di chuyển tới. Và giá khởi điểm đưa ra sẽ là 10 điểm. Bây giờ đội Bình Tiên 2 quyết định là mua. Mua phải không? 10 điểm. 20 điểm. Anh có trả lời đâu? Dũng Nguyên. Dũng Nguyên, Dũng Nguyên. Đến với hai đấu sĩ của Bình Tiên 1 và Bình Tiên 2. Đáp đi. Phần thắng đã thuộc về Bình Tiên 2. Ta đang đến với lượt thi đấu thứ hai. Bình Tiên 1 là có sử dụng lợi thế không ạ? Bên kia rút kiếm ra đợi đi. Bên kia rút kiếm ra đợi đi. Chiến thắng là đội Bình Tiên 1. Rút lên ra đi. Ôm. Xin mời
anh Phạm Hoàng Thánh Tùng, đại diện của nhãn hàng kem đánh răng Dược Liệu Ngọc Châu, trao phần thưởng nóng cho đội giành chiến thắng ở vòng thi nóng thứ ba này. Còn bây giờ chị Yêu Huyền xin nhờ tới đại diện của ban trọng tài sẽ chọn ra khán giả nào cổ vũ nhiệt tình và ấn tượng nhất ạ. Đại diện ban trọng tài thì sẽ chọn bé áo đỏ bên kia. Xin mời đại diện cho ban quản lý chợ Bình Tiên nhận những phần quà từ chương trình của chúng tôi như là phần kỷ niệm. Xin cảm ơn ban quản lý. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần rút thăm dành cho khán giả đang có mặt tại trường quay. Xin được chúc mừng vị khán giả Lưu Phương. Xin mời anh Phạm Hoàng Thánh Tùng, đại diện của nhãn hàng kem đánh răng Dược Liệu Ngọc Châu, sẽ lên trao phần quà cho vị khán giả này. Xin được chúc mừng vị khán giả may mắn tiếp theo, Lê Văn Hùng. Xin mời anh Trần Quyết Thắng, đại diện nhãn hàng Việt Coco, sẽ lên trao phần quà cho vị khán giả này. Xin được chúc mừng vị khán giả may mắn Lâm Chấn Huy. Mời chị Quỳnh Trang, đại diện của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan, sẽ lên trao phần quà cho vị khán giả này. Đội về nhì mang lại cho mình số điểm là 180 điểm, thuộc về đội Bình Tiền 2. Mời chị Quỳnh Trang, đại diện của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan, tiêu chuẩn Hà Lan trong trường hợp sữa, trao giải nhì, đó là những phần quà đến từ nhà tài trợ và số tiền mặt tổng trị giá là 5 triệu đồng. Còn đội xuất sắc mang về cho mình tổng số điểm là 370 điểm. Xin chúc mừng đội Bình Tiên 1. Mời anh Phạm Hoàng Thanh Tùng, đại diện nhãn hàng kem đánh răng Dược Liệu Ngọc Châu, trao phần quà từ nhà tài trợ và số tiền mặt tổng trị giá là 10 triệu đồng. Thời gian thư giãn của chương trình Tôi Yêu Chợ Việt đã tạm khép lại tại khu chợ Bình Tiên. Chương trình Tôi Yêu Chợ Việt do công ty truyền thông Bitvision sản xuất. Xin được cảm ơn nhãn hàng Việt Coco, cội nguồn của sự tinh khiết, kem đánh răng Dược Liệu Ngọc Châu, bảo vệ lợi chắc chân răng, sữa Cô Gái Hà Lan Dutch Lady, tiêu chuẩn Hà Lan trong trường hợp sữa, và những nhãn hàng khác đã tạo ra sân chơi của chúng tôi. Và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong chương trình tuần sau.